Xin chào mọi người đến với chương trình Ý tưởng đầu tư và mình là Huy Thịnh ITB. Hôm nay chúng ta không đến một cái ý tưởng để gỡ rối tơ lòng, cũng không phải đến một ý tưởng là để cố gắng ha, cắt má vá môi hay là xử lý một cái con nào đó hay một tài khoản nào đó đang bị vấn đề. Mà hôm nay là thực sự là đến một ý tưởng đầu tư, thực sự đầu tư với đúng nghĩa của nó, chứ không phải là chúng ta làm những cái deal đầu cơ đánh ngắn hạn. Và đó là con tàu cao tốc số đông Kiên Giang. Nói về con này thì mình cũng theo dõi nó một thời gian nha, chứ không phải là mới đây đâu, cũng theo dõi nó được khoảng một năm, hơn một năm nay rồi. Thì mình đánh giá nó, một con này không phải là một con quá nổi trội, cũng không phải là một con làm ăn có cái xu hướng là để phát triển mạnh vũ bão tương lai vươn tầm thế giới hay cái gì đó cả. Và nếu mà đánh giá về doanh nghiệp của nó thì có một phần của nó thì cũng có một chút hơi mập mờ nhỏ nhỏ, nhưng để tổng hòa được các yếu tố về điểm số thì con này mình cho đánh giá của nó là 6 trên 10, 6 điểm trên 10. Và con tàu cao tốc số đông Kiên Giang này, nếu mà trong một cái thị trường hơn 1.000 mã của chúng ta mà phần lớn các mã đều đánh giá ở đâu đó dưới 5, thì một cái con ở điểm 6 thì mình nghĩ là cũng tạm tạm để có thể đưa vào danh mục đầu tư. Cơ hội đầu tư của chúng ta đã đến khi mà nó đã đưa về vùng giá, thì chính thị trường đã đưa nó về vùng giá cân bằng hợp lưu của khung tuần và khung tháng nha. Đây, cùng cân bằng khung tuần ở vùng giá 16.5, vùng cân bằng khung tháng ở vùng giá 15.5, thì hợp lưu của khung tuần và khung tháng này chúng ta có thể là cho nó một cái vùng là từ 15 cho tới 16.5, một cái vùng rất hợp lý để chúng ta mở mua và tiến hành một phi vụ đầu tư trung dài hạn. Mình nên nhắc ở đây là trung và dài hạn nha. Với con này thì mình nghĩ là cũng không phù hợp với những anh chị nào mà có số vốn quá lớn, đầu tư 5-70 tỷ thì không không nghĩ không 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 nên đâu nha. Nhưng mà đây là phù hợp những anh chị nào có số vốn vừa phải, một mức thời gian theo dõi thị trường vừa phải, không quá phụ thuộc vào màn hình và cũng không cần thiết phải đánh những mã cổ phiếu là nóng sốt. Tất nhiên là con cổ phiếu số đông Kiên Giang này thì mình đánh giá tiềm năng của nó trong 2 năm tới thì chỉ đâu đó khoảng x2 thôi, trở lại vùng đỉnh cũ lịch sử của nó với vùng 38-40. Thì khi các chị mua được ở cái vùng giá 16 này thì cũng quanh quanh đâu đó chỉ x2 thôi, chứ không phải là nghĩ được nó sẽ x5, x7, x10 gì đó như một số con cổ phiếu của những cái dòng mà đặc thù nổi trội hay là gây sự chú ý của thị trường, hay là những cái dòng hot lâu lâu ai cũng cũng nhắc đến, thì nó cũng không phải là thuộc dạng đó. Nhưng nếu chúng ta có được cái chúng ta có được cái quan sát của nó, chúng ta có được cái sự theo dõi nó trong thời gian qua, thì mình đánh giá sự hồi phục của nó ở trong tương lai tới thì có quãng đường đi cũng khá là ổn định, và nó đã được thể hiện trong khoảng thời gian vừa qua bởi các báo cáo tài chính trong các quý vừa rồi, thì nó đã có sự hồi phục khá tốt, cho nên niềm tin của nó đã giúp nó đi từ vùng giá 12 lên tới vùng giá 22. Nhưng đó chưa phải là tất cả, chúng ta vẫn còn cơ hội của lần này để chúng ta có thể là tiếp tục với cái hành trình của nó trong trung dài hạn nha, trung dài hạn. Hy vọng là mọi người sẽ cho mình một cái ý kiến gì đó. Tất nhiên là trung dài hạn chúng ta vẫn có vấn đề là phân bổ vốn. Các anh chị có thể phân bổ nguồn vốn đâu đó khoảng 40-45% ở trong khoảng vùng giá là 15 tới 16.5. 40-45%. Chúng ta có thể gia tăng thêm lên thành mức 60%, 70% khi mà nó tạo nền ổn định và bắt đầu nó chinh phục cái nền giá 18.5, 19. Và phần còn lại khi bắt đầu là nó vượt hẳn lên vùng giá 20 hay là 20.5 đó, chúng ta có thể dùng hết phần còn lại và để nuôi nha. Thì quy trình khi đầu tư trung dài hạn, tất nhiên là nếu mọi người ai mà có để ý cái vùng đó thì chúng ta không có cần mà phải vào một lần, và chúng ta sẽ vào từng đoạn từng nhịp. Mục tiêu chúng ta nuôi là x2 và mục tiêu chúng ta đánh là trong vòng 2 năm, thì không cần phải là gấp gáp vào hết một lần. Cái vùng mà thực sự mình nghĩ là nếu mà thị trường cho con này mà yếu á, là nó phải mất dùng 13.5 nha. Mất 13.5 thì lúc đó thực sự yếu, chúng ta phải hạ tỷ trọng danh mục và chúng ta quan sát tiếp coi thị trường là diễn biến thế nào, để chúng ta có thể là rời bỏ hay chúng ta có thể là tìm điểm để chúng ta vào lại sau. Đó là cái ý tưởng ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người. Những ai có sự quan tâm, những ai có cái niềm yêu thích và đầu tư trung và dài thì có thể để lại comment bên dưới. Nếu mà các anh chị có những cái góc nhìn mổ xẻ hay hơn thì mình luôn sẵn sàng, mình rửa tai lắng nghe và cầu thị trước các ý kiến của các anh chị. Mọi người nào nếu mà có đánh giá mình yếu kém, thiếu kiến thức đó, thì cái việc đánh giá nha, đó sẽ là cái để mình phải biết mình là ai, mình đang ở đâu, chứ mình không ảo tưởng, không ảo tưởng, mình hoàn toàn không ảo tưởng. Mình bản chất là một thằng cú bắp đi lên thì mình vẫn luôn biết mình ở đâu và sẽ quay về đâu.
Nếu các anh chị có những cái nhận xét gì về cái điều này hoặc là về cá nhân của bản thân mình, các anh chị cứ để lại comment bên dưới, mình luôn luôn lắng nghe nha. Mặc dù là khen hay là chê thì đó cũng là cái để đưa mình là trở lại với hiện thực, để tránh đi những cái tư tưởng có thể là hơi bị tự thổi phồng bản thân quá lố này kia nọ. Đôi lúc thì phải biết hiện thực mình là ai mới được. Chào mọi người nhé, hy vọng là gặp lại mọi người ở cái video lần tới. Bye.